mà ở đấy không có gió nữa. À. 4 cái ngày hôm đấy nó cũng không quá nóng. Ừ. Nhưng mà cái bàn này nó không có gió. Với lại cái điều hòa ở cái góc nhà nó không thời gian đấy được. Đúng rồi. Không phải được. Còn có cái quạt thấp ở dưới phía bên kia mà mọi người ngồi chắn hết này. Chứ lúc đầu con để quạt cao ở đấy mà. Quạt cao thì ra đi hơn. Mới tới được. Quạt thấp thì chỉ đứng nghĩa dưới chân. Trên cái bản in ấy mình sẽ nhìn thấy cụ thể là danh sách mời của con, của bố, của họ hàng, rồi là bên nội, bên ngoại, của anh Phúc này. Mình phải in hết, xong đến khoảng tuần sau là phải chốt hết. Sau đó trên cơ sở đó là mình bắt đầu confirm. Thế nên nếu chốt ở trong tuần này luôn, thì đến đầu tuần tới là con sẽ lên. Không, đầu tuần tới là mình sẽ... Không, bây giờ mình cứ đặt 200 đi con. Luôn. Đặt 200 luôn. Cái chuyện là đặt... Còn cái việc mời nó cũng sẽ dịch đơn giản vấn đề. Thực ra nếu mà mẹ con còn thì đồng nữa. Ủi mẹ mà còn thì đồng lắm. Ừ. Mẹ riêng bởi vì là cô, bởi vì thằng... là ở các cơ quan mẹ đều làm sếp. Và riêng một đặc điểm là đám cưới ai mẹ đi, ai mời mẹ đi. Mà mẹ đi rất nhiệt tình ấy. Chứ không phải là đến chỉ đến có mặt ấy. Đâm ra là nếu còn mẹ thì có nghĩa là phải đến cái sảnh 1000 khách của Long Vĩ đấy. Cái sảnh 600 khách ấy. Bởi vì là mẹ rất đông. Ngày xưa mẹ đi đông. À đấy còn cái bác Thư có phải mở không nhỉ? À, bác Thư rất mà. Quý, bác Thư mà không biết còn điện thoại không. Chứ bác Thư là bác còn ấy ở... Chứ con nhớ còn cả chị ấy. Có hai chị. Để có tìm Bình, cái chị điện thoại. Bởi vì bây giờ hỏi chị Phượng ấy. Chị Phượng không biết bác Thư. Không biết bác Thư. Cùng lắm là chỉ có từng nghe mẹ kể về được. Không, không, trong máy bố. Chứ còn không phải nào còn chị Phượng sẽ không có tay của bác Thư. Mẹ sẽ quan hệ sâu rộng. Để mẹ đi gặp ai cũng là cũng quý cũng thân ấy. Quen hết.
quà cáp cho người ta ấy hả? Mình làm kinh doanh mà, mình phải tạo quan hệ. Chính mẹ ngày xưa ấy, mẹ ngày xưa mẹ bảo với con là chính mẹ không thích có nhiều khách. Đúng, bố cũng vậy. Thế nên mẹ bảo với con là ông chỉ ơi, thân sau này mà con cưới, nhưng mà mẹ có phương án của việc là nếu mà mời, nếu làm tại đây mà không mời thì người ta lại trách. Thế mẹ có phương án, mẹ bảo là bông ơi, kể ra nhá, sau này con cưới nhà mình tổ chức chỗ nào xa xa ấy, xong mà ai mà quý ấy, bao luôn cả vé bay cho bay vào đấy. Còn ai không quý thì có luôn lý do để đỡ phải vào. Ừ, đúng rồi. Nhưng bây giờ bọn nó bay thật thì nó chẳng sợ. Chúng nó bây giờ nó làm ra tiền một đống mà nó... Thì đấy, thì nó là khi bay có là cái gì rất là nhỏ. Thì đấy, lượng khách rất là nhỏ. Thì sẽ những ai mà không nhiệt tình ấy thì họ sẽ có luôn lý do để họ không đúng đi. Rồi, bố mẹ đã bàn cái phương án đấy rồi. Khi mình đông quá mình tổ chức ở xa mà nó ví dụ như Đại Nải hoặc là các thứ là mọi người sẽ không đến được. Đây đúng rồi, Bình Melia này, suốt ngày quảng cáo về tiệc cưới rồi đấy. Chứ nếu mà mời cứ thủy lục thiết này đông lắm. Vâng. Thì rất đông. Chú đáo thì rất mong là một người confirm ấy. Nhưng thật sớm ra mình đã phải đặt tối thiểu 200 rồi. Nên là đến thời điểm đấy mọi người cũng không confirm như vậy. Vì mình đã đặt từ đầu mình đã đặt 200 rồi mà. Kiếm được cái gói này. Đỡ được nhiều khâu, đã người đến.